នេះគឺជាសកម្មភាពមួយដែលលោកយាយពីរនាក់ដែលគាត់កំពុងតែដំថ្មដើម្បីប្រកួតប្រគំគ្រួសារជាពិសេសគឺចិញ្ចឹមឆ្នាំគឺគាត់ក្នុងប្រកបមុខរបរនេះជាយូរមកហើយដោយសារតែអត់មានការងារធ្វើហើយណាមួយភាពក្រីក្រវាបង្ខំចិត្តអញ្ចឹងចង់មិនចង់គឺគាត់ទៅតែធ្វើដើម្បីចិញ្ចឹមឆ្នាំរបស់គាត់ hay dương mơ cho lục giấy quạt cha mình tên hay quạt bàn mong cùi đom thmo đam bay bàn tạ cầm rai mà ngay mà pon pi pon riel đam bay chân chấm chân năng bọc quạt chân bàn thì dương khuyên thác mai dương lấy cành cỏ tới cỏ tới hơi phiệp ở càng nghe thưa cành chi 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 chọn chọn thẹ hơi chi bên sân nên cứ lục giấy để quạt miên với chấm nạ hơi quạt ở tên cùi đom thmo đam bay chân chấm mà cứ xa bọc quạt hơi tì tang này toa cứ nơi khnông sọc treang khai tạc cao bạn hơi quạt khom vai na một ngày đam bay ban thmoi không mặc rong mà này luôn vậy đi vay vay mà mang ấy ba mà mày kiếm được gì ba hơi cầm lang quạt cha thì chẳng bên này thà chẳng số mấy thà bị ba cua kiếm cha na lang với thà ta bị chìm rồi khmai sập ngay กระปงแต่กรอหรือก็มีอิรัฐไทยบาลในกระปงแต่ในใจยังเมื่อเคยนี่ยังจมหมอบตัวจอมกับลายในกระปงแต่ดอมทมในขนมพนมมวยชุบพนมสำล้องในขนมสกเตียงแค่ตะกายแต่มาดองบาด